thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, góp phần xây dựng thành phố an toàn không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Nổi bật với mô hình nhà tạm lánh, đây là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi ứng phó với bạo lực giới đang ngày càng phức tạp, là nơi giúp họ ổn định tinh thần và có sự sẻ chia với những người cùng cảnh ngộ để vượt qua nghịch cảnh. Ngôi nhà tạm lánh được hiểu là nơi trú ẩn khẩn cấp cho nạn nhân của bạo lực giới. Vậy nên yêu cầu đầu tiên, đó phải là nơi thực sự an toàn. Đơn cử mô hình công khai địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Khê được ra mắt và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2022, đặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường An Khê. Có thiết kế riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn về mặt pháp lý và an ninh trật tự. Ngôi nhà tạm lánh không chỉ cho nạn nhân một nơi trú ẩn an toàn, mà còn là nơi tư vấn về pháp luật, tâm lý để giúp phòng ngừa can thiệp sớm khi có dấu hiệu bạo lực giới. Khi đưa cái mô hình này vào hoạt động thì rất là được người dân đồng tình và ủng hộ. Tuy nhiên từ khi thực hiện mô hình này đến nay thì trên địa bàn phường chưa tiếp nhận được trường hợp nào bị bạo lực gia đình cũng như trẻ em bị bạo hành. Thì phụ nữ phường cũng như ủy ban phường rất mong là không có trường hợp nào lưu trú tại đây. Để công tác bình đẳng giới được đi sâu đi sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn sử dụng ứng dụng quét mã QR để người dân tiếp cận được danh sách các địa chỉ tin cậy trên địa bàn phường, số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ xử lý và giải quyết kịp thời các vụ việc. Hiện nay, các mã QR đều được dán trước các nhà sinh hoạt cộng đồng như ở các khu dân cư Tân Hòa, Tân An, Thuận An, An Xuân, v.v. và được các cán bộ hội đi từng ngõ, gõ từng hộ gia đình để hướng dẫn cách sử dụng trên smartphone. Tại các địa chỉ tin cậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cơ bản như giường, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời hỗ trợ cho các chị em hội viên gặp các vấn đề về bạo lực gia đình. Cái hiệu quả quét mở quy là nhiều cái lợi ích cho người phụ nữ và trẻ em. Nhờ mình tới ở cơ quan, ở địa phương, ở phường mình tạm lánh, hoặc là mình tới cái địa chỉ của nhà của các chị hậu trưởng đó, mình tạm lánh để qua đêm, rồi sau đó thì xong xuôi rồi mình sẽ giải quyết công việc sao. Cũng phải nhìn nhận các mô hình nhà tạm lánh chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Điều quan trọng hơn là những biện pháp nâng cao nhận thức trong mỗi gia đình, trong cộng đồng và các cấp chính quyền địa phương để cùng lên án và điều chỉnh các cá nhân thiếu ý thức cũng như hỗ trợ bảo vệ kịp thời cho các nạn nhân. Muốn công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ nạn nhân, ứng phó với bạo lực giới có thể nhân rộng tới tất cả mọi người, chỉ một cơ quan tổ chức đơn lẻ nỗ lực là không đủ mà cần sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các tổ chức chính trị xã hội, tùy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức mà có những cách thức tuyên truyền ứng phó khác nhau, góp phần giảm thiểu bạo lực giới.